Con lợn già này trước khi chết, quyết định nói vài lời chân thành với những con vật nhỏ. Nó nói, ngựa làm việc chăm chỉ mỗi ngày cho người nông dân, cuối cùng cũng không thoát khỏi được số phận bị bán đi. Những chú gà nhỏ mỗi ngày đều đẻ trứng, cuối cùng đến cả một quả trứng cũng không còn. Cừu nhỏ đem lông của mình tặng cho con người, con của mình lại bị lạnh cóng, sinh ra trong hoàn cảnh đói rét, lớn mập mỗi ngày dường như đều hạnh phúc ăn uống no say. Nhưng khi lớn lên thịt đều bị cung cấp cho dạ dày của con người. Cuộc sống của bọn họ vì sao lại thành như vậy? Không phải vì họ không đủ chăm chỉ, mà thành quả lao động của họ đều vào túi của chủ nông trại. Họ muốn thay đổi cuộc sống, cách duy nhất là bắt đầu một cuộc cách mạng, lật đổ chủ nông trại, là chủ nhân của chính bản thân mình. Bài phát biểu của heo già truyền cảm hứng vào trong trái tim cho các động vật nhỏ. Lúc này heo già lại nói, nó nhắc nhở mỗi một động vật có mặt ở đây, sau khi đánh đuổi chủ nông trường đi, tuyệt đối không được học hành vi ác ôn của ông ta, trở thành một chủ nông trại tiếp theo. Tất cả các loài động vật phải bình đẳng. Sau khi nói xong những lời này, lợn già liền rời khỏi thế gian này, nhưng suy nghĩ của nó nhưng đã gieo một hạt giống vào trái tim của mỗi con vật nhỏ nơi đây. Tiếng hú của các động vật kinh động đến rách chủ nông trại đang ngủ. Các động vật nhỏ dưới âm thanh của mấy tiếng súng, ai nấy đều trở về chuồng của mình, chỉ để lại xác của heo già tại đó đang dần trở nên lạnh lẽo. Rách sau khi uống rượu, không quan tâm đến sống chết của các động vật nhỏ. Khi động vật nhỏ nhìn lương thực sạch còn hơn cả mặt mình, họ không hẹn mà cùng tụ tập lại trước kho lương thực, quyết định cược một lần để lấp đầy dạ dày của mình. Tiếng va chạm lớn đánh thức rách đang ngủ. Các động vật nhiều ngày không được ăn, con nào con đấy ăn lấy ăn để, hoàn toàn không để ý đến rách đang lạnh lùng cầm roi đứng sau. Cho đến khi roi dài giáng xuống quất lên người các động vật, lúc này chúng mới dừng động tác miệng lại. Các động vật nhỏ vốn dĩ ôn hòa đột nhiên trở nên tức giận, ai nấy xếp thành hàng chuẩn bị ứng chiến bất kỳ lúc nào. Rách lần đầu tiên đụng phải tình huống như này, không hiểu vì sao từ từ lùi ra khỏi nhà kho, vứt roi trong tay ra rồi bỏ chạy. Nhưng chỉ một lúc sau, anh ta lại mang một nhóm người đến, giơ cao vũ khí trở lại nông trại. Lợn trắng thấy vậy, lập tức chỉ huy các động vật nhỏ triển khai đội hình chiến đấu. Cuộc cách mạng vĩ đại đầu tiên giữa các động vật nhỏ và con người chính thức khởi động với sự xuất hiện của chú vịt con. Lần này chúng chiến đấu vì sự tự do. Các động vật nhỏ trong trận chiến ai nấy đều chiến đấu rất dũng cảm, cho thắng lợi của cách mạng. Chú chó đen nhỏ canh nhà thậm chí còn liều cả tính mạng của mình. Cuối cùng cuộc chiến đã kết thúc với phần thắng thuộc về những con vật nhỏ bé. Chúng thắng cuộc cách mạng nổi dậy đầu tiên. Giây phút chiến thắng đầu tiên, động vật nhỏ đào ra những công cụ từng bắt họ làm nô lệ, tập trung chúng lại rồi tiêu hủy đi. Khi chúng đi vào phòng của Jack mới phát hiện, đồ vật trang trí trong phòng là đầu đồng loại của chúng. Thực phẩm khô treo bên trên là gà trống mà họ ngày đêm bên nhau. Mỗi một chỗ tại nơi này đều nhắc nhở chúng về sự sỉ nhục về việc từng bị bắt làm nô lệ. Được sự nhất trí của tất cả, chúng quyết định niêm phong ngôi nhà vĩnh viễn. Không một con vật nhỏ nào được bước vào nửa bước, càng không được phép ở lại. Nhưng lợn đen lại nhân lúc mọi người không chú ý, lén lút lẻn vào phòng rách. Hơn nữa còn nhận nuôi mấy chú chó con do chó đen để lại. Sau khi đuổi rách đi, trang trại có tên chính thức là Animal Farm. Dưới sự cầm đầu của lợn trắng, mọi người thương lượng một hiệp định mới, được viết ở nơi dễ thấy nhất của toàn bộ trang trại. Đầu tiên là không cho phép con vật nào ngủ trên giường. Mọi người không hề có bất cứ ý kiến gì cho việc này. Quy tắc 2 là không có con vật nào được phép uống rượu. Mọi người cũng nhất trí thông qua. Quy tắc thứ 3, động vật có 4 chân đều là người tốt, ai có 2 chân thì đều là kẻ xấu. Cái này khiến mấy chú gà không vừa ý, cho đến khi các chú heo con giải thích rằng đôi cánh cũng tính là chân. Thỏa thuận này mới được nhất trí thông qua. Điều 4 và 5 lần lượt là không con vật nào được làm hại con vật khác, và rằng tất cả các loài động vật phải bình đẳng. Dưới sự dẫn dắt của lợn trắng, họ bắt đầu làm việc cho chính bản thân mình, chuẩn bị lương thực cho mùa đông. Heo trắng chuẩn bị liềm cắt lúa cho vịt con. Sau khi cắt lúa, vịt con lại quây quần bên nhau cuộn lúa lại. Sau đó đàn dê trở đến nơi quy định, dê chịu trách nhiệm bốc xếp, vịt chịu trách nhiệm xếp hàng. Con lừa già làm nhiệm vụ kéo và đưa, mọi người ai nấy thực hiện nhiệm vụ của mình, sẽ không có ai lười biếng, bởi vì chúng biết rằng việc chúng làm đều là vì chính bản thân mình. Sau khi thu hoạch lương thực, chúng có đủ thời gian để suy nghĩ và học tập. Lợn trắng quyết định giúp mọi người giải quyết vấn đề năng lượng trang trại. Nó chuẩn bị xây dựng một nhà máy điện gió. Như vậy thì cho dù là mùa đông lạnh giá, các động vật nhỏ cũng không cần phải chịu đói chịu lạnh. Lợn trắng miệt mài nghiên cứu mấy tháng trời, tất cả đều bị lợn đen bí mật trốn trên mái nhà nhìn thấy. Ngay khi lợn trắng chuẩn bị thực hiện kế hoạch của mình, khi nói với những người bạn trong trang trại, heo đen đột nhiên cử đội hộ vệ chó đen mà mình nuôi ra, đuổi lợn trắng khỏi bục diễn thuyết. Lợn trắng một lòng nghĩ cho mọi người, lại bị chó đen cắn chết. Tiếng hét thảm vang thấu trời đất, tuyên bố bình đẳng giữa các động vật đến đây là kết thúc. Lợn đen cứ vậy trắng trợn đánh cắp kết quả nghiên cứu của lợn trắng, để có thể xây dựng một cối xay gió lớn càng sớm càng tốt. Nó ra lệnh cho những con vật nhỏ làm việc cả ngày lẫn đêm, mà những con lợn bé đồng loại với lợn đen đều được thăng chức làm giám công. Mặc dù những động vật nhỏ làm việc trở nên nhiều hơn, nhưng ăn lại ít hơn trước đây. Ngược lại mấy con heo béo chẳng làm gì, mỗi ngày đều ăn uống no say. Ngựa già và lừa nhỏ là động vật có khả năng làm nhất trong nông trại, mỗi ngày không chỉ làm việc thời gian dài nhất hơn nữa còn lao động nhiều nhất. Hôm đó khi chúng làm đến nửa đêm trở về nhà kho, lại nhìn thấy mấy con heo béo lén lút
lẻn vào phòng rách để ngủ. Ghế sofa ở đó mềm hơn, giường còn càng thoải mái hơn. Nhưng rõ ràng đây là vi phạm thỏa thuận ban đầu của chúng. Nhưng vì có hai con chó đen hung ác ngồi canh cửa, không con vật nhỏ nào dám đứng lên chống lại. Điều này càng khiến lợn đen càng hoành hành hơn. Nó thậm chí còn bắt đầu giao dịch với con người bên ngoài. Không có sự đồng ý của gà mái, đã tự ý dùng trứng chúng sinh ra, đổi lấy thêm mứt ngon độc quyền. Sau khi những con gà mái biết được điều này, quyết định khởi nghĩa bày tỏ sự phản kháng của mình. Nhưng chỉ mấy chú gà bé nhỏ, sao có thể đấu lại đội hộ vệ chó đen của heo đen được chứ? Chúng không chỉ thất bại thảm hại, còn lấy đi mạng của một con mèo đen. Đêm đó, heo đen đã cải chính tất cả những con vật nhỏ không phục, dùng mạng của chúng giết gà dọa khỉ. Từ đó về sau, quy tắc ở nông trại được mèo đen viết lại. Nó chỉ ra toàn bộ động vật đều bình đẳng, nhưng có một số động vật cao hơn một bậc. Nó còn cấm mọi người tuyên truyền cách mạng khởi nghĩa, một khi phát hiện lập tức hành hình. Từ đó về sau, heo đen ngày càng hoành hành, các giao dịch của nó với con người cũng ngày càng thường xuyên hơn. Thương nhân phát tài, khơi dậy sự ghen tị của những người nông dân gần đó. Họ lại tổ chức lại, quyết định giành lại trang trại cho riêng mình. Để chiến thắng cuộc chiến này, dê non ngụy trang thành cây xanh, dê lớn ngụy trang thành bức tường, những chú vịt con trốn dưới đống rơm. Đợi đến khi con người cầm công cụ xuất hiện, mọi người đều trốn trong những nơi mà họ nghĩ là nơi kín đáo nhất. Nhìn trang trại trống rỗng, loài người bắt đầu hoang mang. Lại chính vào lúc này, các động vật nhân lúc bọn họ không chú ý cùng nhau xông ra, đánh cho bọn họ trở tay không kịp. Mặc dù cuối cùng thắng lợi thuộc về các động vật nhỏ, nhưng họ cũng chịu thương vong nặng nề. Cối xay gió lớn khó khăn lắm mới hoàn thành, cũng bị hủy hoại trong cuộc chiến này. Nhìn thành quả mình vất vả ngày đêm, giờ chỉ còn là đống đổ nát. Ngựa già đau lòng rơi nước mắt. Kể từ ngày hôm đó, họ đã bắt đầu xây dựng lại cối xay gió. Ngựa già lê tấm thân bị thương kéo từng tảng đá, còn những con heo béo ở phòng rách hưởng phúc, phí phạm lương thực. Chúng thả ném trái cây tươi xuống đất, cũng không muốn đưa nó cho những con vật làm việc chăm chỉ. Một đàn lớn con mới sinh, từ khi sinh ra đã tận hưởng sự đối xử cao nhất trong toàn bộ trang trại. Chúng không chỉ không cần phải lao động, còn được hưởng nền giáo dục mà những người đi trước đã tạo nên. Làm việc cả ngày lẫn đêm, khiến vết thương ở chân ngựa già ngày càng trầm trọng, nó bắt đầu mất năng lượng. Cuối cùng trong một đêm khi đang làm tăng ca, không giữ được trọng tâm bị một tảng đá rơi trúng đầu. Nó cũng không thể làm việc được nữa. Ngày hôm sau, một phương tiện có vẻ là xe cứu thương đến trang trại. Nhưng chú lừa con lại nhìn rõ biển hiệu lò mổ phía trên. Chú lừa con buồn bã chạy ra ngoài cầu cứu mọi người. Đợi đến khi nó trở lại, ngựa già đã bị người ta bắt đi. Chúng đuổi theo phía sau chiếc xe rất lâu. Đối với lần gặp cuối với ngựa già, các động vật nhỏ vô cùng buồn bã. Đám heo béo vì để làm an lòng mọi người, cũng giả vờ làm một vòng hoa, rơi những giọt nước mắt cá sấu. Nhưng đối với bộ dạng giả vờ của heo béo, các động vật nhỏ cũng không thèm tính toán. Đám heo thấy vậy cũng không thèm giả vờ nữa. Đêm đó chúng đổi mạng của ngựa già lấy rượu vang đỏ, tổ chức vui chơi hát hò. Một vài năm qua đi, cối xay gió của chúng cũng đã được xây dựng xong từ lâu. Trang trại động vật nhìn bên ngoài thì có vẻ đẹp, nhưng thực chất chỉ có đám heo béo được hưởng lợi. Hôm đó chú lửa nhỏ đang kéo hàng, đột nhiên nhìn thấy mấy con heo mập ngồi trong chiếc xe hơi kéo dài đi qua. Chúng đến đây để trao đổi kinh nghiệm quản lý với đám heo béo, thảo luận làm thế nào để đám động vật ăn càng ít hơn, sau đó làm nhiều hơn nữa. Đám heo béo bốn chân năm đó giờ đã phát triển thành hai chân, mặc vest các thứ đồ. Lừa nhỏ đứng ngoài cửa sổ nhìn chúng chằm chằm, dường như lại nhìn thấy rách đã từng áp bức họ. Sau đó lại nghĩ, đám heo mập bây giờ nào có khác gì với rách của năm đó, chúng thậm chí còn áp bức lợi hại hơn nữa, cuộc sống càng tồi tệ hơn. Chú lừa nhỏ đột nhiên tỉnh ngộ, quyết lãnh đạo mọi người khởi nghĩa lần nữa. Sau nhiều năm, mọi người vì cùng một mục đích lại tập trung tại nông trại. Họ đi về phía nhà heo béo với ánh mắt kiên quyết. Đã đến lúc viết lại một chương mới cho trang trại động vật. Chỉ là không biết, hiệp ước bình đẳng này có thể kéo dài bao lâu, liệu có bắt đầu một cơn ác mộng khác hay không?